góc review, phân tích và đánh giá dự án căn hộ MT Smart City nằm trên góc giao lộ đường Trường Lưu và đường Lò Lu, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Dự án được phân phối bởi thông tin bất động sản alocanhosg.com. Dự án khu phức hợp căn hộ MT Smart City được phát triển trên khu đất gần 20 ha, bao gồm 7 block căn hộ cao tối đa 22 tầng với khoảng 1.700 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích 60-99 m², gồm các căn duplex và shop house khối đế, căn hộ văn phòng và hệ thống tiện ích. Chủ đầu tư dự án là Điền Phúc Thành, với các dự án đã phát triển được đánh giá cao về pháp lý và tiến độ triển khai. Phát triển dự án là RioLand. Dự án nằm trong khu vực hiện nay khá bất tiện trong việc di chuyển. Nếu từ trung tâm phải đi qua Nguyễn Duy Trinh sẽ qua Trường Lưu mới đến được dự án. Đường này hiện còn khá hẹp, đoạn từ vành đai 2 đến đường Nguyễn Thị Tư xe container chạy nhiều. Hiện nay dễ nhất là đi Lã Xuân Oai sẽ qua Nguyễn Duy Trinh vào Trường Lưu. Tuy nhiên, về quy hoạch hạ tầng tương lai thì Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh mở rộng 30 m. Vành đai 3 đoạn từ Tân Vạn kết nối qua Nhân Trạch sẽ triển khai trước nên dự án này sẽ di chuyển dễ hơn. Nút giao vành đai 3 và cao tốc là một điểm cộng rất lớn về giao thông cho án và cả khu vực. Hai trục đường Trường Lưu và đường Lò Lưu rộng 30 m cũng là một điểm cộng lớn cho kết nối giao thông của dự án MT Smart City. Nhìn chung, việc đi lại hiện nay đến dự án MT Smart City hơi bất tiện. Nhưng nhìn về dài hạn thì đây là dự án có vị trí rất tốt tại khu vực quận 9 cũ và thành phố Thủ Đức ngày nay. Đánh giá thiết kế căn hộ MT Smart City, dự án MT Smart City với cơ cấu sản phẩm chủ yếu là căn 1 phòng ngủ cộng 1. Mặt bằng điển hình các tòa MT Smart City có 18 căn, trong đó thiết kế gồm có 4 căn 3 phòng ngủ Zuki, 3 căn 2 phòng ngủ, còn lại là 11 căn 1 phòng ngủ cộng 1. Căn 3 phòng ngủ Duki MT Smart City có diện tích 99 m², thiết kế rộng rãi, có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh và được trang bị thêm phòng chức năng, có thể linh hoạt bố trí thành phòng để đồ, phòng làm việc, phòng đọc sách. Với kiểu thiết kế Duki 2 cửa riêng biệt, căn hộ 3 phòng ngủ MT Smart phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ mà vẫn đảm bảo sự riêng tư thoải mái. Trên layout thiết kế căn 2 phòng ngủ MT Smart City, bố trí WC ngay cửa vào khá bất tiện, phòng ngủ phụ chưa phát huy hết công năng. Hành lang vào khá dài, bố trí căn 2 phòng ngủ chưa được tối ưu lắm. Thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ với diện tích hơn 60 m², phong cách hiện đại, tối ưu từng m2 diện tích và vẫn thông thoáng. Đây là loại căn phù hợp cho giới chuyên gia đình trẻ tìm kiếm không gian sống riêng tư tiện nghi tại tâm điểm thành phố Thủ Đức. Nhìn chung về thiết kế, điểm đặc biệt là tất cả căn hộ đều bố trí khu giặt phơi ở ban công. Về tiện ích MT Smart City, khu căn hộ có lợi thế thừa hưởng các sông rạch xung quanh ôm trọn nên không gian thoáng và mát. Đặc biệt là 1.700 m² hồ bơi chuẩn resort 5 sao được thiết kế đẳng cấp và công viên nội khu với 1.000 m² sân vườn và nhà hàng cà phê sang trọng trên không, công viên ven sông rộng 4.500 m², gym tennis. Với 11.000 m² dành cho trường mầm non và công viên hồ nước, MT Smart City còn có những tiện ích mang phong cách của nhiều nền văn hóa khác nhau như vườn Nhật, đảo cây xanh, vườn 4 mùa, vườn nhiệt đới, vườn đương đại, loại hình văn phòng đa năng vừa có thể dùng để ở hay sử dụng như văn phòng làm việc, phù hợp đầu tư cho thuê với các khách hàng là những chuyên gia quốc tế. Còn với các căn shop house tại đây lại phù hợp để đầu tư kinh doanh khi quần thể thương mại dịch vụ của dự án đi vào hoàn thiện. Về giá bán căn hộ MT Smart City, hiện nay chủ đầu tư đang rumo giá bán 36 triệu trên mét vuông. Tại khu vực này thì đây là mức giá khá tốt. Trong 2 năm trở lại đây, giá căn hộ dưới 40 triệu trên mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh đã biến mất, thì MT Smart City với giá 36 triệu trên mét vuông rất hợp lý. Hiện đang có rất nhiều khách hàng quan tâm đến căn hộ tại đây. Thông tin bất động sản alocanhosg.com phân phối dự án MT Smart City. Quý khách quan tâm liên hệ phòng kinh doanh dự án của chúng tôi. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ khách hàng trong việc lựa chọn căn cùng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng. Thông tin liên hệ và tư vấn 0909 910 884 hoặc để lại ý kiến quan tâm tại phần bình luận để bộ phận kinh doanh được hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Cảm ơn quý khách quan tâm và ủng hộ để chúng tôi phát triển hơn nữa.